nước Hải Hội thân mến, định mệnh là hát từ rất đặc biệt, nó đưa ta đến những nơi cần phải đến, gặp những người cần phải gặp và yêu những người cần phải yêu. Cũng như câu chuyện của hai nhân vật chính Ngọc Quyền, Huỳnh Đức và Thu Nguyên, thôi là hai người xa lạ, nhưng cách mình đã họ đã đến với nhau và cùng nhau trải qua những kỷ niệm đáng nhớ, những thăng trầm trong cuộc sống. Và đến ngày hôm nay đây, trước sự chứng kiến của toàn thể, quý vị, trước sự chứng kiến của đại gia đình, và ngày hôm nay họ đã quyết định chung sống về chung mái ấm hạnh phúc của riêng mình. Và đang hiện diện trên sân khấu đây đó chính là cô dâu và chú rể. Xin được ra mắt toàn thể quý vị và một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cô dâu và chú rể. Sở Vũ xin trân trọng kính mời tới bố Đỗ Văn Tâm và mẹ Nguyễn Thị Hạnh, đó chính là người cha người mẹ của chú rể, cùng tiến về trung tâm sân khấu ngày hôm nay để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào mừng ạ. Và chung tay với tấm thủ đồng của gia đình nhà trai, ban tổ chức tôi cũng xin trân trọng kính mời tới bố Lò Văn Thành và mẹ Lò Thị Hiện, đó chính là thân sinh của cô dâu ngày hôm nay. Và một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào mừng và đoàn gia đình nhà gái ạ. Trong buổi chương trình hôm nay và lời nói đầu tiên thì cho phép MC Tùng Lâm xin được lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Xin mời các thầy rất là thân mến và hiện diện trên sân khấu đây đó chính là cô dâu và chú rể của nhiều phái đoàn hai bên gia đình. Xin được ra mắt mọi người. Và giờ phút này ban tổ chức xin trân trọng kính mời tới cô dâu và chú rể có thể tiến lên một bước và cúi đầu thật sâu để chào đón toàn thể quý vị khách quý đã đến chúc mừng trong buổi chương trình hôm nay. Và một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cô dâu và chú rể ạ. Chào mừng xin cảm ơn tất cả yêu thương của toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay rất nhiều. Chào mừng toàn thể quý vị khách quý thân mến. Và thật đúng là công cha thể nên núi Thái Sơn, mời các bạn để tiến lên một bước và cúi đầu thật sâu để chào đón toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào mừng các bạn ngày hôm nay ạ. Mời tới bố Lò Văn Thành và mẹ Lò Thị Hiện, đó chính là thân sinh của cô dâu. Và xin được mời bà một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào mừng ạ. Và xin được cảm ơn những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay đã dành tặng tới cô dâu và chú rể cũng như phó đại hai bên gia đình. Quý mão long trọng tổ chức buổi lễ vô quy tại gia đình nhà gái tại Tư Gia, bản Món, xã Thịnh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Và trước sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý, đó chính là niềm vui, niềm vinh dự, niềm hạnh phúc của đại gia đình chúng tôi. Và một lần nữa thay mặt gia đình xin được gửi cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khách quý đã bỏ chút thời gian và ngọc thì giờ của mình không quản ngại đường xa xa xôi để trở về đây gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đại gia đình những đồng cô dâu và chú rể. Và xin được chúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc, tình duyên viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể, xin được thân mến. Và như vậy những bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà đã cùng nhau trở về đây để bà luôn luôn những người trân trọng tuyên bố và với lễ thành hôn của chú rể Huỳnh Đức Sánh Nguyên cùng dâu Thu Nguyên. Trưởng đoàn đó chính là ông Tuất sẽ có đôi lời phát biểu, lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi chương trình hôm nay. Và xin lỗi mời tới ông Tuất ạ, hãy để chân qua trời với chúng ta sân khấu và quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng phái đoàn gia đình nhà trai ngày hôm nay không ạ. Và đông các bạn cùng toàn thể anh chị em nội ngoại và nhà gái, hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình, tôi là ông của cháu biết được các cụ và các ông các bà
trong gia tộc, gia đình chúng tôi, các tỷ, anh em tôi nên đại diện cho họ nhà trai, nên để dự bữa tiệc cưới trăm năm của hai cháu Quyết, Quyết và Đức. Thế thì báo cáo với các cụ, các ông, các bà, gia đình chúng tôi hôm nay lên được là tổng số anh em tôi là bằng vai với cháu ông nội của cháu Đức, là có ba anh em tôi, trong đó là có các chú rồi thì các dì và bố mẹ của cháu. Hôm nay Đức dự lên được dự bữa tiệc hạnh phúc trăm năm của các cháu, mà lên được đến như thế này được đại diện cũng như toàn thể các cụ, các ông, các bà, còn nhà gái đón tiếp gia đình chúng tôi nồng nhiệt như vậy, chúng tôi không biết nói gì hơn. Tôi đại diện cho gia đình xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh chị em lộn ngoại bên hoặc là gái, xin chân thành cảm ơn. Tôi thì nói tiếng phổ thông thì cũng không thuộc mấy, thì tôi sẽ xin phép bên là họ nhà trai sẽ phát sóng ngắn, không phát sóng dài được, xin phép như thế. Thầy Cả Trang có chơi khỏi chi tổ bố quán hậu, khỏi Cả Trang bố đảo quán hậu, ớt có mẹ ải phi, nong nung đô tàu đô đàn. Bản thương, sóng bản sám ná, sóng nhẹn sám xá, hạc bên tay bìa ba cản, mơ bao đu sòn đàn. Ơi sự thời sang món lòng bón đung chung gọi, nhám trao khỏa đăng. Ơi cực tiến thử liên thử liên, tó bản tó mương, tó hiện tó xá, tó xá tó chú, tó chú tó tỉnh, cái đại đái phí đi đái khẩu, cửa đi đẹp chém ngang. Ơi cực giác ba phải tìm các châm, bà nằm bất khốn. Ơi sao bón bón hẳn, sao bón lòng bón đung sau. Ơi cử nó phải trai cái này mới chăm hỏi ngẩn đúng nàng ta. Chăm biết là sống thì ham sáng thì cái kết bây giờ các ngã khả bây giờ đau khẩu. Bò mẹ đúng tà tà nát hạt bên xuống xuân. Ơi nó ngủ sầu đúng như nhát như dạo như tàu như chi. Cứ như tàu đúng lúc nào bụng tà đướng. Đúng pha đướng bụng con đướng chảy về khủng. Ơi nó ngủ sầu cả chân xỉ giúp cô mang khóa giúp ba mang chai. Tư tình xích vẹn tàu cầu vẹn tìm. Để xích vẹn nó né cho kính khẩu cầu vẹn pha đô đà đà nói cho nó kính ôm. Để tất sảy ma mưu tất đứng với điểm. Ơi chàng điểm chàng sùng chàng trùng chàng nhớ. Ơi cháy này nhớ piang đung sùng piang phà mà piang bò piang nhà hàng hiên. Ơi đủ phỉ nhìn. Ơi cả trắng phà này phải chẳng phải xì. Trắng phải bà mang men kén quam. Xong món đồ đàn sao bà đức. Ơi cả phải tỉ phải tan xong món đồ bán đàn. Ơi mẹ tiết. Ơi cử ma cho nhìn sao phay của mẹ non sầu. Tiếp bản cài hai con. Ơi cả ra xí phỉ nhìn. Phú ra sao kéo ma hà này. Lẩu của phú ma hà phú chuồng. Ơi mẹ tánh tòa hình xích sống. Mẹ tánh tòa khóng xích hạ. Kinh cả trắng yên. Ơi tổng tàn bán khẩu. พี่กับน้องมุงชาจังผมกับผมว่าหลายปอหลายเมย์ก็หลายปีหลายบ้านหลายเพื่อนกวางบ้านตาจ้องสองบ้านสามน้าสองเงียนสามสาไปเบียบ้านกันมาบ่รู้สอนตานจอยผมแย่น้องมุงเสาก่อนกับสองตานหน้าผมแย่น้องมุงเสาสองจุ้มเผาปอแม่หลายปีน้องมุงดูเต่าดูร้านฮักแป้งไปเบียบ้านกันมาตุ่มมาต้มกระกาวหันบัดยึ่งมือปีแสนเข่าเฮืองเข่าเฮืองเป็นดีหายชุกหอยไม่ตั้งสายยิ่งยิ่งเปิงการที่สองมากอดกับชุกอดหัวเมียมาปูยาตาหน้าสองไฟไปกับบ้านเด้อเลยไปกินยามากกินเหล่าเนื้อปอไม่อายพี่น้องมุ่งดูเต่าดูร้านเนอđệ quân cha chữ hiếu phần mẹ và đôi ta chữ tình đi khắp thời gian thiếu ai tốt bằng mẹ gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha tôi giàu sớm mồ mẹ nuôi con khôn lớn đem tấm thân gầy cha che trời đời ngon và giờ phút này cũng xin được những người thầy cô dâu của chúng ta có thể tiến lên một bước và quay mặt vào nhau bắt tay nhau để thực hiện nghi lễ uống rượu giá bôi và có thể quý vị các bạn và có thể sẽ có thể quý vị các bạn có thể dành thời gian mình thật cao lên các bạn chúng ta có thể đứng dậy các bạn đứng dậy và nhấc thời gian mình thật cao lên vô cùng ban tổ chức ngày hôm nay được không ạ? Cả nhà mình ơi có thể đứng lên được không ạ? Được chưa? Ok chưa? Ban tổ chức sẽ đếm 2, 3 rô và 2, 3 chúc mừng hạnh phúc cả nhà mình sẵn sàng chưa?
một lần nào, to nào, cả nhà đi. Gia đình cũng như là cô dâu và chú rể, dạ vâng, kỹ thuật thân thể xin hội thân mến. Và như vậy thì chiếc pháo điện như là có chắn đã trở về đây để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì anh đón em về làm vợ của anh, mẹ đón em về làm dâu của mẹ, chiếc nhẫn trao tay làm kỷ vật uyên ương cho niềm hạnh phúc cuộc đời của cô dâu và chú rể. Và giờ phút này cũng xin rằng mời thầy cô dâu và chú rể có thể tiến lên một bước và trao nhau chiếc nhẫn tình yêu bất đường hạnh phúc của cuộc đời mình. Xin tặng kính mời. Rất là thân mến và thật đúng là bao nhiêu ngày đợi đêm mong, bao nhiêu sự mong ngóng chờ đợi đôi bạn trẻ đã chính thức trở thành hiện thực. Và trong ngày vui ngày trọn đại ngày hôm nay đây thì chú rể đã trao lên chiếc nhẫn tình yêu cho cô dâu, cho người vợ của mình và muốn nói với cô dâu rằng: em ạ, từ nay đôi ta chọn đời bên nhau em nhé, dù lá sẽ như có đổi màu, dù đã có mòn theo nước chảy, yêu mà rồi ta sẽ giữ chọn lấy nhau. Và xin được thay lời thân thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi chương trình hôm nay, xin được chúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc, tình duyên viên mãn, bạc đầu nhớ từ đây. Và một tràng hôn nay thật lớn hôm nay thật tại cô dâu và chú rể à. Xin cảm ơn thân thể quý vị khách quý rất nhiều ạ. Và tiếp theo chương trình đại diện cho phái đoàn gia đình nhà trai, và được chúng tôi cũng xin được trọng kính mời tới bố Đỗ Văn Tâm sẽ có món quà tặng quý mời tặng cho hai người con ngày hôm nay. Xin được trọng kính mời ạ. Và tiếp theo chương trình đại diện cho phái đoàn gia đình nhà trai, ban tổ chức cũng xin được trọng kính mời tới vợ chồng chú Lợi và dì Hằng sẽ có một quả cao quý muốn tặng tới hai người cháu ngày hôm nay. Xin được trọng kính mời ạ. Và xin cảm ơn một quà rất là đến từ của chồng chú Lợi và chị Hằng. Và thế là chương trình ngày hôm nay, và quý vị có thể dành tặng một tràng vỗ tay thật lớn dành riêng cho phái đoàn sinh nhật trai ngày hôm nay được không ạ? Xin cảm ơn thầy quý vị rất nhiều ạ. Và thế là chương trình đại diện cho phái đoàn gia đình nhà gái, ban tổ chức tôi cũng xin được kính mời tới bố Hoàng Văn Thành và mẹ Đào Thị Hiền, đó chính là thân sinh của cô dâu, sẽ có món quà cao quý có thể tặng tới hai người con thân yêu rồi. Xin được kính mời ông bà. Các sở này của mẹ bên ngoài em nọ là cùng ảnh thành các tập phố lán phở mô cùng em những cái tập biểu bố năm bố trang riêng trắng sùng mẹ trang trùng trắng nhớ các trắng nhớ tinh lung trắng sùng tinh bả trắng mả tinh bờ bên mẹ hà hơn ôm đi mà ôm buồn buồn mai xa lại em vừa chẳng biết trường này sành hùng cả vùng sông khá trong mắt chúng ở sông lụa hảo hoàn màn xếp trên sông này cây sông đi bên hát cần tàu phùng lành bánh cần tàu phùng nón sau đó kính thưa tất cả xin chào thân mến. Và người mẹ đã tận tảo một nắng hai sương không ngại gian nan vất vả để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Và thật sự ngày hôm nay đây thì con đã chính thức trưởng thành và tìm cho mình một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Và trong ngày vui ngày trưởng thành ngày hôm nay đây thì người cha người mẹ của cô dâu đã có món quà cao quý để dành tặng tới hai con thân yêu của mình, và thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất chúc hai con trăm năm hạnh phúc tình duyên viên mãn bạc đầu nhớ phù thê. Và xin cảm ơn món quà rất là nhiều từ người thân sinh của cô dâu ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình đại diện cho phái đoàn gia đình nhà gái, ban tổ chức cũng xin được trọng kính mời tới
gia đình. Anh Xuân Ngư sẽ món quà cao quý muốn dành tặng tới cô dâu của chú rể ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ. Và xin cảm ơn món quà gia đình đến từ gia đình anh Hoàng Xuân Ngư ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình đại diện cho phái đoàn gia đình nhà gái, ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời tới gia đình anh Hoàng Nhung sẽ có món quà cao quý muốn dành tặng tới cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Và thế là chương trình đại diện cho phái đoàn gia đình nhà gái, ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời gia đình em Hà Phương sẽ có món quà cao quý và đại diện tới anh chị. Xin trân trọng kính mời. Và tiếp theo chương trình đại diện cho phái đoàn gia đình nhà gái, ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời tới em Quân sẽ có món quà cao quý muốn dành tặng tới anh chị. Xin trân trọng kính mời. Okay.
tay xuân thương, cái xuân chinh gửi trao nhau một bóng hình trong đôi. Chúc mừng xuân mãi xanh tươi, chúc cho hai họ sáng ngời tình thân. Mừng cho hai cháu mãi khách muốn trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho họ về. Người ơi rằng người ơi hãy ở bên tôi, người đừng về đêm nay chiều còn thấy trên mây, dẫn cho họ đây ngày mong nhớ, dẫn cho họ đây riêng cạn tình. Một lần nữa xin cảm ơn.